Chào cả nhà nha, bữa nay thì mình tiếp tục chia sẻ đến cả nhà cái món mứt nữa. Mà cả nhà có biết cái món mứt này là món mứt gì không? Mới nhìn đó thì mình tưởng là mứt dâu ha, nhưng thật ra là mứt giả bưởi. Hôm trước thì mình đi vườn có hái được một trái bưởi. Mình đã xắt và lấy cái vỏ ở trong gì nè. Và bữa nay thì mình làm mứt thấy ngon và cách làm thì rất là dễ luôn, cho nên mình chia sẻ đến các bạn. Nếu mà các bạn xem mà thích thì cùng vào bếp để làm với mình nha. Mấy bữa trước thì mình có đi vườn mình hái được một trái bưởi nè. Xong rồi về cái mình gọt vỏ ra và mình xắt hạt lựu như gì nè. Mình định là xắt hạt lựu như gì để mình nấu chè bưởi, nhưng mà mình không có nấu thì bữa nay mình lấy ra để mình làm mứt luôn. Trái bưởi khi mà mình hái vô thì bắt đầu mình sẽ gọt cái vỏ xanh mình bỏ ha, mình lấy cái phần trắng ở trong gì nè. Xong rồi thì mình xắt hạt lựu. Các bạn làm mứt thì các bạn xắt hơi lớn tí nha, tại vì cái này thì mình định là mình nấu chè đó, cho nên mình xắt cái này là hơi nhỏ rồi nè. Rồi thì bữa hổm mình xắt xong rồi mình để ngăn đông, thì bây giờ mình lấy mình gả đông để mình làm mứt luôn nha. Mình đổ nước vô xong rồi bắt đầu muối nè. Mình sẽ cho vô ít muối gì đó rồi mình bóp, mình nhồi cho ra hết cái chất the. Mình làm mứt sao cho mứt đừng có đắng, là quan trọng là cái lúc mà mình sơ chế cái vỏ bưởi này nè cả nhà. Mình bóp và mình xả cho thật là nhiều nước thì vỏ bưởi không có bị đắng. Cái nước hơi vàng vàng này là cái chất the của vỏ bưởi nó ra nè. Rồi thì mình bóp xong rồi thì mình vắt cho khô. Bắt đầu mình bỏ muối vô và nước vô thì bắt đầu mình bóp, mình làm khoảng chừng 5-7 lần như vậy đó. Rồi thì mình vắt hồi nãy giờ là 7 nước rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ thì mình có thử lại là cái miếng bữa này nè. Nó vẫn còn hơi the the tí xíu à. Nhưng mà còn the như vậy cũng không sao, chút nữa thì mình còn luộc lại một lần nữa thì sẽ ra hết cái chất the. Rồi bây giờ mình sẽ đem vô để mình trụng nha. Rồi vỏ bữa của mình hồi nãy giờ thì mình vắt được 7 nước rồi nè. Vắt xong rồi thì mình thử lại thì cái miếng bưởi nó vẫn còn hơi the the tí xíu à. Nhưng mà chút xíu nữa thì mình còn trụng nước sôi lại đó thì nó sẽ ra hết cái chất the nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô để mình bắt nước mình trụng. Nước sôi rồi bây giờ mình sẽ cho vô đây muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ mình đổ vỏ bưởi vô để mình trụng luôn. Mình trụng gì là khoảng 5 phút nha cả nhà. Cho ra hết cái chất the luôn. Rồi thì vỏ bưởi của mình là nãy giờ thì mình luộc được 5 phút rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Tắt bếp nhưng mà mình vẫn để trên bếp nha. Mình để như vậy nè. Để lúc nào mà nước nguội thì mình sẽ vớt vỏ bưởi ra để mình vắt. Rồi thì lúc này vỏ bưởi đã nguội rồi nè. Bây giờ mình vắt nha. Mình vắt khoảng 50% thôi, đừng có vắt khô quá. Rồi mình vắt gì là được rồi nè. Giờ mình sẽ cho vô cái gỗ.
Dắt xong rồi bây giờ thì mình sẽ đem vô mình cân nha. Cân để biết bao nhiêu đựng mình chia ra mình trộn đường á. Rồi đây là vỏ bưởi của mình dắt xong rồi mình cân được 250 g. Trái bưởi thì cũng không có quá lớn. Trái bưởi thì khoảng chừng hơn ký cả nhà, cho nên cái vỏ thì mình xắt ra được nhiêu nè. Với 250 g vỏ bưởi thì đường thì mình sẽ sử dụng là 350 g đường. Các bạn làm nhiều hơn hoặc là ít hơn thì mình cứ theo cái công thức như vậy nha, mình cứ nhân lên hoặc là mình bớt lại gì đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi nấu nước đường trước nha. Cái phần nước này thì bữa nay mình làm bằng màu lá cẩm nha cả nhà. Hồi nãy thì mình có để vô khoảng 50 g lá cẩm để mình nấu cho nó ra màu như vậy nè. Bây giờ thì mình lấy khoảng là một chén nước màu lá cẩm như vậy nè. Rồi xong rồi mình để đường vô mình nấu luôn nha. Bây giờ thì mình nấu cho nước lá cẩm và đường sôi lên cho đường tan hết á thì mình sẽ để vỏ bưởi vô. Nước đường đã sôi như vậy thì mình sẽ cho bưởi vô để mình sên nha. Đầu tiên thì các bạn cho lửa lớn đi nha. Mình sên đến khi nào mà nước đường gần cạn thì mình sẽ bớt lửa nhỏ lại. Thấy vậy chứ mình sên cũng mau cạn lắm nè cả nhà. Lúc đầu thì mình thấy nước nhiều ha, nhưng mà mình mới sên chừng khoảng chừng 2-3 phút à là gần cạn rồi nè. Tại vì nước thì rút vô cái miếng bưởi gì nè, cho nên nó mau cạn nước. Màu lá cẩm hoặc là màu lá dứa gì đó thì cũng đẹp trơn á. Nếu mà các bạn thích màu nào thì mình làm màu đó nha. Mình thấy cái màu lá cẩm này cũng tươi quá nè. Lúc này thì nước đường sắp cạn rồi nè, mình sẽ bớt lửa nhỏ lại nha để cho nước đường rút từ từ. Bây giờ thì nước đường cạn rồi nè, mình sên rất là nặng tay luôn. Lúc này thì mình cứ đảo cho đều tay nhanh nhanh nha cả nhà, đừng có để cho bị khét nha. Mình cứ sên giống như là mình sên nước dừa vậy đó. Nước đường thì cạn nhưng mà mình sên chừng nào tới khô lại thì mình tắt bếp. Khi mà mứt sắp khô rồi đó thì các bạn có vani thì mình để vani vô, còn nếu mà không có thì mình thích lá dứa thì mình để lá dứa vô nha. Bây giờ thì mình sẽ cắt lá dứa nè, mình cắt từ khúc ngắn ngắn như vậy để mình để vô mình sên luôn cho thơm. Nhà mình thì trồng lá dứa rất là nhiều luôn, cho nên mình làm món gì mình cũng hay để lá dứa. Cái viên mứt của mình nè nhìn trong xanh luôn ha. Lúc này thì cái mùi lá dứa rất là thơm luôn. Lúc này thì đường đã khô rồi nè, đường áo một lớp trắng trắng nè. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp nha. Sau khi mà tắt bếp thì mình vẫn sơ nha cả nhà,
mình vẫn đợi một hồi khoảng chừng 10 phút sau thì mình mới ngưng nha, để cho đường nó thật là khô luôn. Rồi mứt của mình lúc này là rất là khô luôn rồi nè. Lá dứa thì lúc nãy mình để vô cho thơm, bây giờ mình sẽ gấp ra nha. Mình gấp ra để nhìn cho mứt của mình nó đẹp á. Rồi như vậy là cái món mứt dẻo bưởi của mình đã xong rồi cả nhà ơi. Mình làm với cái màu lá cẩm nè, nhìn cái màu rất là tươi luôn ha. Cái viên mứt thì trong xanh luôn nè. Mà mới nhìn thì mình tính đâu là mứt dâu ha, nhưng mà mứt dâu thì có cái vị chua, còn mứt bưởi này thì không có vị chua nha. Rồi mình mời cả nhà cùng dùng mứt dẻo bưởi với mình nha. Dẻo bưởi khi mà làm mứt lên thì rất là dẻo luôn nha cả nhà. Không có bị đắng tí xíu nào hết trơn á. Rất là ngon luôn nè. Mà các bạn nên làm cái lượng đường như vậy thì khi mà mứt của mình đã làm khô rồi thì mới có đường áo ở ngoài như vậy nè. Và cái viên mứt rất là khô ráo luôn. Nếu mà các bạn làm đường ít thì viên mứt không có được khô như vậy nha, và không có được áo đường á. Cái món mứt dẻo bưởi này mình làm rất là dễ làm luôn, cực kỳ đơn giản luôn đó cả nhà. Rồi nếu mà các bạn xem mà thích cái món mứt này thì Tết nay các bạn làm cho gia đình mình dùng nha. Giờ thì mình xin tạm dừng video và chúc các bạn thành công với cái món mứt này. Và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.